Cô chào các bạn học sinh, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt. Bài 2 làm việc thật là vui tiết 6. Phần tiếp theo của bài làm việc thật là vui đó là vận dụng. 1. Đọc một bài thơ về trẻ em. Sau khi đọc bài thơ về trẻ em, các em hãy chia sẻ về bài thơ đã đọc. Đầu tiên đó là tên bài thơ, tác giả của bài thơ và khổ thơ em thích nha. B. Viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ. Cô giới thiệu với các bạn bài thơ Bạn mới. Bạn mới đến trường, hãy còn nhút nhát. Em dạy bạn hát, rủ bạn cùng chơi. Cô thấy cô cười, cô khen đoàn kết Nguyệt Mai. Bây giờ các em thực hành viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ với ba mẹ sau khi đọc bài thơ về trẻ em nha. Cô ví dụ vừa rồi cô đã đọc bài thơ cho các em đó, tên bài thơ là Bạn mới đến trường của tác giả Nguyệt Mai. Khổ thơ cô thích đó là Bạn mới đến trường hãy còn nhút nhát. Em dạy bạn hát, rủ bạn cùng chơi. Cô thấy cô cười, cô khen đoàn kết. Bây giờ cô mời các em thực hiện vào vở nha. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần tiếp theo, chơi trò chơi họa sĩ nhí. A. Vẽ một đồ vật hoặc con vật được nhắc đến trong bài làm việc thật là vui. Và sau khi mình vẽ xong, các em hãy đặt tên cho bức vẽ đó nha. Cô nhắc lại, trong bài làm việc thật là vui có nhắc đến những đồ vật con vật sau, đó là đồng hồ, con gà trống, con chim tu hú, chim sâu. Bây giờ các em hãy thực hiện vẽ lại những một trong những cái đồ vật con vật đã có trong bài này nha. Cô chia sẻ với các em đây là bức tranh cô đã sưu tầm được. Tên bức tranh đó là chú gà trống và mặt trời. Bây giờ các em hãy vẽ lại đồ vật hoặc con vật được nhắc đến trong bài làm việc thật là vui. Nhớ đặt tên cho bức tranh nha. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chào tạm biệt các em.